Xin chào. Ekip của Khẩu Vị Ngôi Sao rất là cảm ơn ekip này đã đến thăm nhà của Phi Ngọc Ánh. Đây là gian bếp nhỏ xinh nhưng mà rất là lợi hại nha. Có đủ tất cả các đồ dùng để có thể phục vụ cho một cái bữa tiệc hoành tráng luôn. Còn bây giờ chắc là mọi người thắc mắc rằng là trong tủ lạnh nhà Phi Ngọc Ánh có gì đúng không? Come on, đi Phi Ngọc Ánh nha. Phi Ngọc Ánh thường hay lấy đồ ăn ở dưới quê mang lên, đó là những cái thực phẩm sạch chăn nuôi trồng ở dưới quê. Cái món mà Phi Ngọc Ánh thích nhất của mẹ làm đó là đây là món cá một nắng. Cá này làm sạch xong rồi phơi một nắng và chiên lên ăn thì khỏi phải nói ha. Và Phi Ngọc Ánh rất là mê ăn hải sản nha, có thể gọi là thánh cuồng hải sản luôn á. Nhưng mà ngoài ăn hải sản ra thì còn có những món khác như là gà ta nè, hoặc là thịt heo. Đây là cốt lết, chúng ta có thể dùng là răm mặn hoặc là chiên lên thì ăn thì khỏi chê ha. Bây giờ chúng ta xuống tới ngăn mát xem trong đây có gì. Ngoài thịt cá ra thì còn có rau xanh nè, trái cây nè. Phụ nữ thì rất là sợ xấu, thành ra là ăn gì? Ăn rau xanh, ăn trái cây, xoài nè, ổi nè, nhãn nè. Đó, nhãn rất là ngon, thơm. Và nhưng mà đừng có ăn nhiều nha, nóng lắm nha các bạn. Nổi mụn là không có đẹp đâu. Và nếu mà có nổi mụn thì nhớ tới spa Phi Ngọc Ánh nha. Và đây ổi, rất là nhiều vitamin và chất xơ. Ăn cái này thì mỗi ngày thì chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng. Bởi thường thì rau Phi Ngọc Ánh ưu tiên á, rau á sẽ là luộc để ăn cho có thể hấp thu hết tất cả những cái vitamin của rau mà không có thêm nhiều dầu mỡ thì sẽ không gây ngán. Trứng gà ta nuôi ở dưới quê của mẹ mang lên, đừng coi thường nó nha, nó lợi hại lắm á. Nửa đêm coi phim mà đói bụng á, 5 phút thôi là có đồ ăn ngay để không bị đói rồi. Còn đây là những cái thực phẩm của em bé, trái cây, rau củ, ưu tiên cho em bé ăn trái cây, rau củ rất là nhiều. Hoặc là ngoài ra, ví dụ như thường á, thì mỗi ngày sẽ cho em bé ăn một loại sinh tố như là sinh tố xoài, sinh tố dâu. Giới thiệu cho các bạn một cái món rất là tốt cho người lớn và em bé luôn. Đây là khoai lang nha. Khoai lang này dùng để làm gì? Ví dụ như cho em bé thì làm gì? Súp nè, nấu canh nè, hoặc là nấu cháo nè. Còn Phi Ngọc Ánh thì sao? Sáng nào cũng luộc một nồi khoai ăn cả ngày. Rất là tốt nha, đẹp da, có lợi cho hệ tiêu hóa và đặc biệt là giảm cân rất là tốt. Thật ra thì Ánh là người rất là mê ăn uống, thành ra là thấy cái món nào ngon lạ là thường hay tìm hiểu. Và có một cái đặc điểm rất là hay, đó là chỉ cần ăn thôi là sẽ biết cái món nó nấu từ cái gì và nấu ra là sao, công thức như thế nào. Thành ra là tay nghề cũng được mọi người đánh giá là khá khá, thì mình tự cho bản thân mình là chắc cũng là một cái điểm. Ánh là diễn viên hành động cho nên là cái thể lực á cần phải có nhiều hơn những diễn viên khác. Và ngoài ra cái năng lượng tiêu hao của mình á, nó sẽ nhiều hơn những người khác. Thành ra những cái chế độ mà mình nạp vào, mình là phải làm sao mà phải đầy đủ chất dinh dưỡng, calo để có thể phục vụ cho nguyên một ngày hoạt động của mình ở ngoài phim trường, chẳng hạn như là đánh đóng gì đó. Ngoài ra thì phải có những cái thực phẩm hết sức là healthy để có thể giữ được cái vóc dáng mình nó không bị tăng ký.